Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sai phạm khủng, hơn 2 vạn người bị kỷ luật Ông Tổng có công hay có tội Việc nốt lò của Nguyễn Phú Trọng được nhiều người cho rằng Đây là cách làm hiệu quả, nhưng cũng có người thì cho rằng Đấy là cách làm không hiệu quả Trường phái ủng hộ ông Trọng họ nghiêng về tình hơn là về lý Vì họ cho rằng ông Tổng là người liêm khiết Đang làm sạch bộ máy của Đảng và bộ máy của nhà nước những người này thường tung hô ông trọng như là một vị anh hùng vậy tuy nhiên cũng có nhóm người khác họ thiên về lý hơn thì cho là tham nhũng tràn lan với bản chất là lỗi của thể chế chính trị này đây là hình ảnh sai phạm khủng trong bộ máy chính quyền của việt nam từ địa phương đến trung ương mà đã là lỗi của thể chế thì gần như quan chức nào cũng tham nhũng bởi người ta so sánh mức khác biệt giữa lương và tài sản thì không có một quan chức nào mà không có tài sản bất minh cả. Và vì thế ông Trọng của đốt lò rồi thay người khác vào cũng như vậy. Cũng là quan chức đục khoét tài sản của nhà nước để làm giàu cho bản thân. Vấn đề là ai khéo léo hơn thì người đó được xem là liềm khiết. Tới ngày mùng 5 tháng 10, đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết qua giả soát 99.888 trường hợp Bộ này đã thu hồi 1021 quyết định sai phạm trong việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kỷ luật hơn 20.300 trường hợp, có cả xử lý về mặt hình sự. Đây là một con số quá lớn, nghĩa là nhìn đâu cũng có sai phạm, kiểm tra đâu thì nơi đấy có sai phạm. Vấn đề là nặng hay nhẹ mà thôi. Một bộ máy nhà nước mà sâu mọt tính hàng vạn thì có thể nói nó quá thối nát, khó mà vá lại cho được. Đã 10 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã dựng lên lò đốt rất nhiều quan chức, nhưng dường như ông càng đốt thì củi lại càng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, riêng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các số liệu thống kê cho thấy số cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ có khoảng 22%, trước đó là khoảng 30%, nghĩa là số người được tuyên dương giảm dần, trong khi đó những người bị tống vào lò vẫn tăng dần qua từng năm, từng tháng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là con người hết sức bảo thủ. Có người đặt câu hỏi không hiểu ông Tổng Bí Thư chăm chú đốt lò có cách nào để thay đổi cách giáo dục đạo đức con người đảng viên hay không. Bởi thực tế qua gần 20 năm phát động phong trào, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì kết quả cho thấy đạo đức quan chức ngày càng xuống cấp biểu hiện của hình thức xuống cấp là tham ô là coi thường người dân coi thường luật pháp những quan chức như vậy cứ ngày một nhiều và cái lò ông trọng đốt không xoẻ việc kỷ luật hơn hai vạn trường hợp là con số làm cho nhiều người rất choáng ngợp tuy nhiên những con người bị kỷ luật mà vẫn còn chức thì sao đây câu hỏi được đặt ra ông nguyễn phú trọng vẫn còn có thể tiếp tục tàn phá những nỗ lực xã hội như vậy hay sao có người cho rằng ông nguyễn phú trọng là người có công vừa có tội có công là ông đã ra tay mạnh với thành phần sai phạm nhưng ông có tội là vẫn giữ thể chế cũ vẫn giữ cơ chế cũ những cơ chế mà đã sản sinh ra những con người sai phạm ấy với tư cách là người đứng đầu đảng lẽ ra ông trọng phải là người cải cách thể chế tuy nhiên ông lại là người cực kỳ bảo thủ. Ông xem những lời đóng góp thẳng thắn là những mối nguy hại với đảng và nhà nước của ông. Đây là hình ảnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương trình hết sức tốn kém và vô ích. Hàng năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tốn rất nhiều tiền và của của người dân để bắt đảng viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ ông Trọng cần phải dẹp bỏ chương trình này vì nó đã tốn kém, còn không hiệu quả. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn không thay đổi. Tính cách bảo thủ của Nguyễn Phú Trọng mang lại rất tài hại cho đất nước nhiều hơn là những gì ông nỗ lực làm trong sạch đảng. Tính bảo thủ đã đưa Việt Nam ngày một gần Trung Quốc hơn mặc dù quốc gia này không bao giờ từ bỏ dã tâm chiếm lấy phần chủ quyền của Việt Nam cả trên biển lẫn trên bộ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng trong thòng lọng vào cổ ai và ai chồng thòng lọng vào cổ ông Có thể nói ở trong nước ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam như một ông vua với quyền lực gần như tuyệt đối Trừ Tổng Bí Thư Lê Duẩn, người nắm quyền gần như tuyệt đối trong đảng thời ông còn sống thì hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng là người thứ hai làm được điều tương tự Tuy nhiên, người gục ngã dưới tay cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn không nhiều như ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên sang Trung Quốc gặp Tập Cảnh Bình sau đại hội lần 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã hạ gục hàng loạt quan chức. Hiện nay người ta chỉ xem cấp ủy viên Trung ương Đảng nào và ủy viên Bộ Chính trị nào sẽ bị ông Trọng trồng thỏng lọc vào cổ và giật ngã. Còn những quan chức tầm thấp hơn thì gục ngã quá nhiều đếm không xuể. Mặc dù công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không làm sạch bộ máy trong nhà nước Cộng sản, bởi người được chám vào cũng như người bị kéo đổ không khác nhau là mấy. Ở chế độ này, để ai chưa bị phanh phui thì người đó được xem là trong sạch, chứ không có người trong sạch tuyệt đối. Tình hình trong nước hiện nay là các ban ngành đều hoang mang, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau. Nếu sai một ly thì rất có thể đi một dặm bởi lò ông Trọng lúc nào cũng dí sát vào nếu ông ngửi thấy mùi tiêu cực. Trừ những đệ tử ruột, còn lại thì ông Trọng cho chồng thỏng lọng và giật cổ nếu phát hiện sai phạm. Việc làm này đã đưa ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trở thành người có quyền lực nhất trong đảng và là chân trụ mạnh nhất trong tứ trụ. Đây là hình ảnh huân chương hữu nghị của Trung Quốc được trao tặng cho ông Nguyễn Phú Trọng. Trong nước là như vậy, còn với nước ngoài đặc biệt là với ông bạn vàng phương bắc thì ông nguyễn phú trọng có uy quyền gì đây là câu hỏi được đặt ra theo đánh giá của một số nhà phi bình thì ông nguyễn phú trọng không có uy gì trước người đồng cấp ở bắc kinh cũng là nước bé nhỏ nhưng ông kim jong un Nhun, chủ tịch bắc hàn vẫn có thái độ cứng rắn chứ không mềm mỏng như ông nguyễn phú trọng ông nguyễn phú trọng là người đứng đầu của đảng chính ông là người hoạch định chính sách ngoại giao giữa việt nam với trung quốc chứ không phải chính phủ. Sau đại hội đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cảnh Bình, tức là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì ngay lập tức ông Nguyễn Phú Trọng đã khăn gói sang Bắc Kinh gặp ông Tập. Đây là lần thứ 3 ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc gặp ông Tập Cảnh Bình với vai trò là chủ tịch Trung Quốc. Ông Trọng là người đầu tiên trên thế giới sang Trung Quốc thăm Tập Cảnh Bình. Đây chính là hành động được cho là khá nhanh nhau mà một số nhà bình luận trên các phương tiện mạng xã hội thì cho rằng ông Trọng sang Bắc Kinh triều kiến. Cũng là nước cộng sản đáng giềng, nhưng ông Kim Jong-un, chủ tịch Bắc Hàn đã không làm như ông Nguyễn Phú Trọng đã làm. Đây là hình ảnh ông Trọng bị trồng thòng lọc vào cổ. Theo đánh giá của một số cây bút có tiếng trên mạng xã hội, thì Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc ký hàng loạt thỏa thuận với Trung Quốc và những thỏa thuận đấy là nền tảng để chính phủ ứng xử với Trung Quốc trong suốt 5 năm ông Tập Cảnh Bình có 3 nhiệm kỳ làm chủ tịch thì ông Nguyễn Phú Trọng có 3 lần sang Bắc Kinh ký giá những thỏa thuận giữa hai đảng. Những thỏa thuận này được cho là những thảm lọc trong một cổ Việt Nam chứ không hẳn chỉ là trong một cổ ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản của ông. Trong suốt 5 năm nhiệm kỳ 3 của ông Tập Cảnh Bình, nếu Trung Quốc gây sự tại Biển Đông thì Bộ Ngoại giao Việt Nam không được phản đối vì tất cả những đường lối đã được ông Nguyễn Phú Trọng ký với ông Tập Cảnh Bình rồi chuyến đi lần này của ông Trọng được ông Tộc Cảnh Bình tặng huân chương hữu nghị được các báo Trung Quốc Việt Nam đăng tải rộng rãi. Đây chính là phần thưởng cho Nguyễn Phú Trọng bởi ông Trọng đã làm hài lòng ông Tộc Cảnh Bình trong việc ký kết những thỏa thuận giữa hai đảng. Huân chương này được treo vào cổ ông Trọng như nhiều người thì lại cho rằng nó là cái thỏng lọng đúng hơn là huân chương dạng vòng đeo cổ. Việt Nam đã thiệt thòi trước Trung Quốc và giờ đây lại tiếp tục chịu thiệt thòi.